Thưa quý vị và các bạn thân mến, nằm ở độ cao gần 1.400m so với mực nước biển, xã Suối Giàng có khí hậu quanh năm mát mẻ là điều kiện lý tưởng để phát triển du lịch nghỉ dưỡng. Mà đến nơi đây, quý khách còn được thưởng thức những cái hương vị ngọt ngào của chè đặc sản San Tuyết từ những cây chè cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm tuổi. Đặc sản chè San Tuyết Suối Giàng, huyện Văn Chấn nổi tiếng là những dòng sản phẩm chè sạch mang đậm giá trị kinh tế cao, kèm theo đó là mang những nét văn hóa của người Mông nơi đỉnh non cao này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây để chúng ta cùng tìm hiểu về con người cũng như các dòng sản phẩm trà San Tuyết để chúng ta cùng nắm rõ hơn. Đầu tiên giới thiệu cho quý vị và các bạn biết là hôm nay Đoàn Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên của chúng tôi sẽ đến thăm và làm việc tại một hợp tác xã nổi tiếng tại Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Và chúng tôi đang trên đường đến xã Suối Giàng, Yên Bái để tham quan mô hình và tìm hiểu về các dòng sản phẩm trà San Tuyết cổ thụ. Điểm đến đầu tiên của đoàn là điểm du lịch cộng đồng của một hợp tác xã Suối Giàng. Chúng ta có thể thấy được phong cảnh rất là đẹp, khí hậu mát mẻ, rất phù hợp cho những bạn trẻ là chúng ta thích check in, đúng không ạ? Và đặc biệt là đối với những người mà chúng ta trung tuổi, chúng ta muốn được một cái quang cảnh, một cái không khí tính nặng, mát mẻ, trong lành thì đây là điểm đến thực sự rất là phù hợp. Và tiếp đến là đoàn sẽ được giám đốc hợp tác xã chia sẻ về kinh nghiệm trên 20 năm làm và nghiên cứu về các dòng sản phẩm chè San Tuyết cổ thụ. Hiện tại bây giờ hợp tác xã đang làm 4 dòng trà chính. Diệp trà là trà xanh mà người đang uống. Hoàng trà là trà lên men bán phần, tức là nó được lên men khoảng độ 50% so với trà xanh. Hồng trà là lên men đến 90% so với trà xanh. Và bạch trà là dòng cao cấp nhất. Thì ở đây thì nói về giá thì cũng tương đồng như bên Thái Nguyên thôi. Cũng chưa phải là đến mức độ là như kiểu vừa như bên Trung Quốc vừa rồi là có 6 cây trà mà mỗi cây hái được 100g, xong rồi là một năm được có 6 lạng ấy, để biếu Tổng Bí Thư vừa rồi ấy, để mời Tổng Bí Thư vừa rồi ấy. Thì ở Suối Giàng thì cái dòng hồng trà ấy, đấy là mình nói chủ quan thôi, chứ còn thực ra hồng trà của Suối Giàng cũng không kém gì trà Vũ Vi, hồng trà Vũ Vi của Trung Quốc. Thế chính cho nên là bây giờ thì hợp tác xã cũng mong muốn là từ cái sản phẩm thấp nhất là diệp trà là 400.000 một cân, cho đến cao cấp nhất là bạch trà là 10 triệu một cân, thì cũng mong muốn là làm thế nào đấy để được như cái gì. Bởi vì ở đây cây chè Suối Giàng hoàn toàn mọc trên đỉnh núi cao, không hề dễ thu hái. Hái được nó từ sáng để về đến cái chỗ để sản xuất nó mất một ngày, bà con mất một ngày, thì nó cũng không có kém gì cũng gì cả. Ở đây thì chúng tôi đón tiếp rất là nhiều đoàn, thậm chí người Trung Quốc sang đây để đặt vấn đề làm việc để mua cái hồng trà của Suối Giàng, và đặc biệt là mua của thương xã. Thì như vừa rồi đấy, ngay như bây giờ một cái đơn hàng 10 tấn hồng trà không có mà bán. Bởi vì bây giờ hồng, nói chia sẻ với các anh các chị làm trà là hồng trà là một cái sản phẩm mà được đánh giá rất tốt cho sức khỏe. Mọi người cứ lên mạng search ạ. Thì là nó tốt hơn cả trà xanh, bởi vì là nó không còn cái chất tannin, tức là khi mà làm nó chất tannin gần. Vùng chè Suối Giàng thuộc phía bắc của huyện Văn Chấn, Yên Bái. Đây là vùng đất có khí hậu vô cùng mát mẻ, được thiên nhiên ưu ái cho đất đai màu mỡ để cây chè San Tuyết sinh trưởng. Nằm ở trên độ cao hơn 1.400m so với mực nước biển, cây chè San rừng Suối Giàng không chỉ có giá trị kinh tế cao mà chứa trong mình những dưỡng chất tốt cho sức khỏe của con người. Tại Yên Bái có nhiều xã vùng cao trồng chè, tuy nhiên chỉ tại Suối Giàng, huyện Văn Chấn mới cho ra những sản phẩm trà San Tuyết ngon và đậm đà nhất. 98% người dân ở Suối Giàng là người Mông. Từ hàng ngàn năm nay, đồng bào đã biết trồng và chế biến thành chè đặc sản của vùng đất thiêng liêng này. Hiện tại xã có khoảng trên 674 hecta trà, trong đó có 193 hecta chè cổ thụ, 70% số hộ dân trong xã trồng chè. Cây chè cổ thụ ở Suối Giàng trung bình có thể cao từ 2 đến 5 mét, tán rộng từ 2 đến 4 mét. Búp chè to, tôm có tuyết trắng, càng trắng thì hàm lượng các vi chất trong chè càng cao. Theo các nhà nghiên cứu, cây chè có tuổi thọ trên 300 năm, cao gần chục mét, tán xòe rộng cả hàng chục mét vuông. Chẳng ai biết chính xác cây chè có từ bao giờ, chúng đã có xuất hiện và sinh trưởng ở trên những sườn núi cao Suối Giàng, bén rễ rồi trở thành những cây cổ thụ làm nên cảnh sắc không thể nào quên.
Đến với vùng chè Suối Giàng, không thể không nhắc đến cây chè đại thụ có tuổi đời lâu nhất trên 400 năm tuổi. Cây chè này được coi là một trong số cây chè thủy tổ của thế giới. Đặc biệt, người dân tộc Mông ở Suối Giàng gọi nó là cây chè tổ. Hàng năm, mỗi dịp tiếp đến xuân về, lễ cúng cây chè tổ được diễn ra cầu may và giúp đồng bào có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Kết hợp với đó là nhiều hoạt động ẩm thực văn hóa đặc sắc khác. Đây là một trong những nét đẹp truyền thống văn hóa lâu đời của người Mông Suối Giàng. Cây chè không chỉ là niềm tự hào mà còn là nguồn thu nhập chủ chốt của những người dân nơi đây. Một yếu tố để cho ra một sản phẩm trà ngon là nhất thiết phải dùng củi khô cháy được chế biến để sao chè, bởi vậy mà lớp chè mới xanh. Đôi bàn tay trần liên tục hơ vào chảo nóng để ướng chừng cái nhiệt độ. Lửa phải thật đều, sau đó mới đưa chè ra vò bằng tay, từ từ sao cho búp chè săn lại, giòn tan và màu trắng xám. Đây là một trong những bí quyết được truyền tay nhau để sao chè của người Mông. Nhấp một ngụm chè san tuyết Suối Giàng, vị chan chát trên đầu lưỡi, hương thơm quyến rũ mà lan tỏa trong khoang miệng. Nếu có dịp lên Suối Giàng, bạn hãy dừng chân ở không gian văn hóa trà Suối Giàng để ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ và thưởng thức những sản phẩm trà thơm ngon của vùng đất thiêng. Trà quán được thiết kế một cách đơn giản, theo đúng bản sắc văn hóa của người Mông. Không gian văn hóa trà Suối Giàng tạo cho người dân cũng như du khách đến đây cảm giác thật gần gũi và thân thiện. Từ bộ dụng cụ uống trà cho đến từng chén trà nhỏ ở đây đều toát lên sự cầu toàn và trân trọng khách thưởng trà. Hiện tại, vùng chè Suối Giàng Yên Bái không chỉ được những người yêu trà mà cả nhiều du khách trẻ đến để khám phá vùng chè cổ thụ này, tận hưởng bầu không khí ôn hòa, chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên nên thơ, trải nghiệm không gian văn hóa độc của đồng bào dân tộc Mông và thưởng thức những chén trà san tuyết thơm ngon. Trà Tiên Đầu mong rằng các sản phẩm trà Suối Giàng sẽ ngày càng được ủng hộ và yêu mến trên thị trường. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về một đặc sản nổi tiếng của Suối Giàng Yên Bái. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Và chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Và hãy chọn cho mình được những cái sản phẩm, những cái dòng trà phù hợp với khẩu vị để tốt cho sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo ạ.